Nói chung là xe thương mại thì chạy cỡ đó thôi nè. Không. Vô. 1, 2, 3. Mod về cái phục cơ đó các bạn. Này mình mọi thứ nó đều là pet. Ngồi nó ra form vậy nè. Nè các bạn thấy con xe mứt ruột luôn không? Để mình quay cái xe lại cho anh em. Quên bữa chưa lột cái này. Cái video này nó hơi dài nên anh em thông cảm, tại vì cái video này video hoàn thiện hết. Mình làm những cái gì cho cái con CBR650, nên là một tí nữa lấy cái này, lấy dầu hôi lau nhẹ cái mặt kiến, cái dướng cái miếng gas pick. Như cái clip hồi hôm qua thì anh em cũng thấy mình test rồi, về công năng, hiệu năng, về nhúng nhảy đồ mọi thứ nó ổn định hết rồi. Nói chung là xe thương mại thì chạy cỡ đó thôi em, không thể nào mà ghê gớm mình làm xe cấu được nữa. Chứ mùa này mà mấy anh em mà đòi mà ôm vô đại nam test nữa thì chết doanh nghiệp. Xuống xe quay cái xe ngang qua đẹp hơn á. Quay đầu ngang ha. Em đi hơi xa thấy nè, chỗ nào đẹp hơn? Để vậy đi chưa? Ha. Thôi để anh bên mình được rồi, được rồi. Vô. Lên con trai. 1, 2, 3. Rồi. Chào mừng anh em đến với một vlog nữa của mình. Và mình là Mr. Ken 679. Các bạn đang coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santana Moto Cycle. Đây là con CBR650R. Con này là ở trên Tây Ninh. Đúng ra là hồi trước Tết là các bạn có thấy một cái video mà mình làm về nó ha. Thì đợt trước là mình giao xe cho cô em đi đỡ, để sau Tết mình sẽ làm lại những cái thứ nó hoàn thiện hơn. Thì đúng ra cái option đợt trước mà mình bị dính xương một cái là cái phần phuộc mà mình có chia sẻ với anh em á, là cái phuộc sau đợt đó là mình gắn là cái phuộc điện chứ không phải là mod về phuộc cơ. Hiện tại bây giờ mình đã mod về phuộc cơ rồi. Do cái phuộc điện đợt đó là bị ăn hành, có nghĩa là mấy phuộc điện của mấy xe thông thường, xe khác mấy bạn sẽ biết được là mấy bạn cứ càng nhúng thì nó, mấy bạn càng nhúng á, thì nó chỉ có cứng thôi chứ nó không có xẹp. Còn cái khay phuộc điện của bim đúp cái voi á, thì mỗi lần nhúng là nó lại xẹp lùng xuống, nhúng là xẹp lùng xuống. Đâm ra là hồi bữa là càng ngày chủ xe thấy xe lùng sủng thì mình đã trở về, mình đã fix lại hết. Rồi làm thêm những cái thứ công năng đặc dị cho nó hoàn hảo nhất ở trên cái con xe 650. Như cái con này bây giờ đã lên cái Sebo SC1R. Nhìn kéo cái đuôi xuống dưới đằng sau nó dài, nhìn cho nó ray. Đợt trước là đi cái bô A-Pro Ray hỏng 60 của BMW. Này mình đưa lên xíu, nhìn nó hơi xấu xíu. 1, 2, 3. Được chưa? Con này nếu mà nói về tới nó thì mình làm rất là nhiều mấy bạn. Về xét về cái dàn gấp sau là cái dàn mà mình có thể mà ăn xương nhiều nhất. Qua đây mới thấy được cái rõ cái dàn núm nè. Cái phần gấp sau là cái phần mà ăn xương nhiều nhất là cái phần này. Hiện tại là bây giờ cái này là mình đã mod về, mod về cái phuộc cơ rồi các bạn. Này mình đã mod về cái phần phuộc cơ rồi. À cái này là sẽ có hai cái núm luôn. Cái thằng có luôn cái núm chỉnh compress ra, rebound đây. Còn zin của nó là nó sẽ không có cái núm này. Cái này là mình bỏ cái núm điện ra, mình chỉnh, mình làm để mình chỉnh được cái rebound này, compress là trên cái núm này. Còn cái nút này là cái núm chỉnh HPA, là chỉnh cái độ nén của cái lò xo. Hiện tại là mình đang nén cái lò xo ở cái ngưỡng đâu đó loanh quanh nó khoảng tầm là 60%. Tại vì mà để về cái vị trí zin á thì nó sẽ hơi nhão. Còn cái đòn hay khúc này á
mấy bạn sẽ tăng đưa chỉnh chiều cao yên, là đưa cái gấp lên xuống nè. Đó mấy bạn thấy không, cái đòn này nè là cái đòn đó, là cái đòn để chỉnh chiều cao yên lên xuống. Còn cái này là chỉnh rebound compress. Còn cái núm dưới đây là sẽ chỉnh HPA. HPA là sẽ chỉnh độ nén của lò xo á. Cái gấp này là cái gấp BMW S1000 RR đời 2019 cộng. Đợt đó mình ship về nguyên một set, bao gồm là luôn chữ A, bao gồm là luôn cái càng đồ hết luôn. Thì nó loanh quanh đâu đó nó sẽ tốn mười mấy triệu các bạn. Luôn cốt bánh sau, một set của nó luôn cốt bánh sau, luôn phụt đồ hết luôn, nó rơi vào khoảng tầm 20 triệu. Về thì mình chỉ có xài được cái dàn đòn với lại cái mắt trâu. Còn chữ A nối từ sườn ra là bắt buộc mình phải lọc lại hết, nó không có vô được trong cái con xe này. Thì để mà anh em mà vô được cái dàn gấp, thứ nhất là anh em phải tốn một cái cốt bánh nè. Cốt bánh là xài đây cốt bánh mới luôn, không xài cốt bánh cũ. Thứ hai là các bạn chạy lại luôn cái bát heo. Đây, cái bát heo zin của 650 các bạn cũng sẽ xài không được luôn, nên là mình đã chạy lại bát heo CNC. Rồi lên luôn cái bát heo, lên luôn heo sau Rambo. Bát tăng sơn thì các bạn cũng thay luôn, không sử dụng lại. Muốn anh em muốn sử dụng cái bát tăng sơn của thằng BM cũng được, nhưng mà bây giờ các bạn mua bát tăng sơn zin của BM á, vô thì nó cũng khoảng tầm đâu đó khoảng 2-3 triệu rồi. Mình bù thêm khoảng tầm 2 triệu mấy nữa, mình mua cái bát tăng sơn Litex New thả vô, nhìn nó vừa ray mà nó vừa đẹp nữa, không cần phải bàn, đúng không? Đây. Còn đó là phần gấp ha. Rồi phần chạy CNC tiếp nữa là mình sẽ chạy cái thớt chẳng 3. Thằng này là chẳng 3, mình lấy cái mẫu này, mẫu của Duty V4. Mình thả qua, nhưng mà đúng form con CBR650. Hiện tại là bây giờ là cái trọng tâm trước sau nhìn nó khá là đầy đặn, và cái form ngồi chạy tốc độ cao, và cái độ đầm, cái độ nghiêng xe, cái độ nhún nhảy, mọi thứ nó đều là best đối với mình. Còn cảm nhận của mỗi người nó sẽ khác nhau, còn đối với mình nó là very good rồi. Thằng này thì còn thiếu một cái bộ số gãy nữa, mà chắc để tập sau chủ xe có tiền chủ xe sư lưng cái bộ số gãy. Thằng này mình đang tiện một cái bát nối để đưa cái gác chân nó dài ra thôi, để ngồi cho nó ra nó đúng form. Đúng ra là đi số gãy thì cái gác chân nó đưa cao lên nữa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn hiện tại giờ phải không, ngồi nó ra form vậy nè. Mấy bạn lên những cái con 650 zin so với là những cái con 650 này, mấy bạn sẽ thấy một trời một vực. Còn anh em vô cua là anh em đè nghiêng cái đầu xuống, lấy cái này đạp vô trong cái gấp. Thì sơ nếu mà cái con xe này tính tới điểm hiện tại thì nó sẽ ra cái giá tiền chưa có phụ liền trước nha, mình đoán đâu đó nó rơi vào cũng khoảng tầm hai xị, chắc có lên quanh nó khoảng tầm 100 mấy, gần 200 triệu là có. Bây giờ mình sẽ liệt kê từng món cái con xe này mình sẽ lên những gì cho nó. Trước tiên thì mấy bạn sẽ xét hết nguyên cái dàn bàn thờ. Bàn thờ thì mình sẽ có một cái set chẳng 3 CNC. Thì mấy anh em nên lưu ý là mấy bạn sẽ coi so sánh những cái chất lượng nhôm, những cái chất lượng CNC, những cái nó đang có mặt ở trên thị trường. Giống như mấy bạn sẽ thấy những cái bộ CNC của CTR hoặc là của những cái đơn vị Trung Quốc người ta ship về, chắc cú với anh em luôn. Cái chi tiết đường dao, chất liệu đồ này nọ, mấy bạn sẽ nhìn nó không có mướt con mắt giống như vậy. Cái này thì nó mấy anh em muốn anod màu gì thì mình anod màu đó, nhưng mà chủ xe đang muốn anod là cái màu nhôm cứng. Hàng ngày là nó màu nó hơi nhôm hơi chì. Một set này luôn bao gồm tiền anod thì nó rơi vào khoảng tầm 4.500.000 cho một cái thớt chẳng 3 trên. Rồi bên cạnh đó là chủ xe bỏ ra luôn cái cọc dip on zin, và đang sử dụng là một cái cặp dip on full ray. Thằng này thì của thằng Akosato, thả vô một cái là nhìn nó xéo cái tay, là nhìn là nó vip liền anh em. Một cặp này nó rơi vào khoảng đâu đó 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Trợ lực thì mình đang sử dụng là trợ lực Ulin, cây này là lướt ha. Hiện trạng giống như mấy anh em mà kiếm những cây giống như vậy, len ken giống vậy, chưa có chày chuội gì hết á, thì cũng khoảng tầm 6.500-6.800 một cây. Tại vì bây giờ trợ lực Ulin nó lên cũng khoảng tầm 8 triệu mấy, gần 9 triệu cây rồi các bạn. Bát là rời, một set bát CNC bao gồm là bắt vô ổ khóa với lại một cái set bát bắt vô chân phuộc, nó khoảng tầm 1 triệu mấy. Cùm côn là mình đang sử dụng là cái cùm Accord Sato.
Cụm này là cụm new. New thì nó rơi vào khoảng tầm là 3.950.000 cho một cụm Accord Sato. Còn ở bên cụm thắng thì mình sẽ sử dụng một cái cụm cũ bình thường thôi. RCS. Một cụm RCS, cụm này là mình bán cụm cũ ha. Nếu mà chất liệu nó khoảng giống như vậy thì nó rơi vào khoảng tầm là 4 triệu cho tới 4.500.000. Tất cả phốt phiết đồ là y nguyên, bảo hành cho anh em 6 tháng để anh em chơi. Bình dầu mình đang sử dụng là một cái bình dầu Rambo lớn chứ không phải là bình dầu Rambo nhỏ. Theo nhu cầu của chủ xe yêu cầu, gắn cái bình lớn vô cho em nhìn cho nó đầy đặn. Đây, một cái bình này nó khoảng tầm 6-700. Cùm tăng thì mình sẽ sử dụng là cùm tăng Domino 2 giga trên màu vàng. Thì cùm này cũng rẻ, cùm này khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 1.000.000 thôi. Có cái điều đặc biệt ở trên cái con xe này là anh em rất là ít thấy. Có nghĩa là tại sao mà mình vô cái cùm RCS, mình không cần phải dời ắc, không cần phải dời giết gì hết mà bẻ hết lái, nó lại không đụng vô trong cái ghi đông, nó không đụng vô trong cái mão đầu. Cái đó là công nghệ ăn hành rồi mình mới ra mình mới biết được ha. Cùm này thì nó rơi vào khoảng tầm 1.000.000, chưa bao gồm dây ga. Một cặp dây ga là khoảng tầm 400 nữa các bạn, cộng vô giúp mình ha. Bao tay mình sử dụng là bao tay TPT, thì cái này nó khoảng tầm 100-200 thôi. Gù mình đang sử dụng là gù carbon, một cặp này nó khoảng tầm 4 xị. Vậy cái phần option dàn chân trước nè. Dàn chân trước như anh em thấy ở đây thì mình sẽ có một cái set là mâm. Mình đang sử dụng là mâm OZ Racing. Mâm này là mâm 17. Và vỏ mình đang sử dụng là vỏ Super Corsa. Cặp vỏ này hồi trước là mình thay mới cho chủ xe luôn nè, nhìn cho nó đầy cái xe. Cặp mâm này hồi bữa là mình lên là mình bán cho chủ xe đâu đó khoảng tầm 42-43 triệu cho cặp mâm, chưa bao gồm tiền chế vô trong xe nha anh em. Thì tại sao là chế vô trong xe là cái gì? Là mấy bạn phải tiện ắc, tiện khâu canh, rồi mâm, rồi lồng dĩa. Dĩa này là mình đang sử dụng là cặp dĩa Ganfer của Yamaha R1. Một cặp này nếu mà đẹp ken giống như vậy thì nó rơi vào khoảng tầm 9 triệu cho tới 9.500.000. New của nó hôm nay nó khoảng tầm 14 triệu rồi. Còn mấy bạn mua mà lướt giống vậy, lồng điếc đồ ken sờ ben G chưa có thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 9 triệu tới 9.500.000 mới có một cặp đẹp được. Hai con heo này, heo Rambo M50, một set này nó rơi vào khoảng tầm 11.500.000 cho tới 12 triệu. Ở đây có mấy món là mình sơn nhúng carbon, bao gồm cái phần dè nè, mình sơn nhúng carbon nè. Rồi cái ốp bình xăng mình sơn nhúng carbon. Thì hai món đó thì nó đâu đó nó khoảng tầm 1.000.000 thôi. Full dàn áo mình đã sơn tem lại cái mẫu của thằng Ducati Varigel. Có luôn cái yếm hốc gió, có luôn cái đuôi CBR20RR. Và cái phần mỏ cày này là mình sử dụng là cái mỏ cày của thằng cái mẫu của thằng CBR3R. Thì cái phần chế mũ mình sẽ báo sau. Sơn full bộ tem thì nó rơi vào khoảng tầm 8 triệu cho full set bộ tem CBR650RR. Kính gió mình đang sử dụng kính gió của Thái nha anh em. Cái mẫu này nó cũng ok lắm, nhưng mà nó rẻ nữa, không nhất thiết là phải xài những cái kiến gió mà xịn sò. Tùy theo người nào có kinh phí, có kinh tế thì chơi kiến xịn không nói gì. Nhưng mà cái kiến của CTR hoặc là cái kiến Speed á, của Thái á, mấy bạn xài mình thấy cũng ok lắm. Về cái chất lượng, mẫu mã, mọi thứ mình thấy nó cũng ổn, không đến nổi. Thằng này nó ngoài chịu đi xíu thôi. Ở đây ABS thì mình sẽ làm lại, tại vì do là cái mâm thằng này nó sẽ không có giống với lại mâm zin của CBR650, nên là cái dòng dĩa ABS của zin 650 mình bỏ ra, mình chạy một cái này nó đúng sung, nó đúng diện tích so với lại cái thằng zin, là cứ thế là quất, bảo đảm với anh em không bao giờ báo lỗi ha. Ở đây thì mình có hai cái cánh gió kết hợp, hai cánh gió dưới hai cánh gió mình sẽ có hai cái xi nhan luôn anh em. Mình sẽ kết hợp hai xi nhan luôn. Đây cặp bánh gió mình sơn màu đen mờ. Rồi hai cái yếm bên đây thì mình sẽ làm hai cái yếm che lốc máy, những cái xe nó đầy đặn hơn tí xíu. Ở đây mình có sẽ sóng gân. Lanh quanh thì một cái set, một cặp này nó rơi vào khoảng tầm 4 triệu cho tới 4.500.000. Một set này đã bao gồm sơn luôn rồi mấy bạn.
cái lường mỏ cày ở dưới thì nó loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu. Cái này là ở mặt trong là mình đổ composite nha. Còn nguyên cái set đuôi mình sẽ bao gồm mình làm gì? Làm hai cái yếm che hai cái lỗ bên đây với lại nguyên cái dàn đuôi. Nguyên cái dàn đuôi này là cái dàn đuôi của thằng CBR250RR Zin. Thải vô đây. Bắt buộc mấy bạn phải cưa sườn. Nó cái yên, nó cái đuôi dài nó ra. Còn có một loại trên thị trường nữa, cái đuôi nó sẽ không có dài lắm, gắn vô lip and lay không cần phải cưa sườn. Cái loại đó thì rẻ, cái loại đó thì khoảng tầm từ 6 triệu cho tới 8 triệu. Còn cái loại mà cưa sườn thì mấy bạn sẽ mua đồ zin của hãng về các bạn mới chế vô được. Thì loại này nó rơi vào khoảng tầm 20 cho tới 22 triệu mới ra thành được nguyên cái set đuôi được anh em. Còn cái bát biển số thì mình sử dụng bát biển số gặp ga gặp vô CNC thôi. Nhông sinh dĩa là mình cũng thay cái khác. Nhông thì mình giữ sử dụng lại nhông zin. Còn cái dĩa tải sau là mình bắt buộc phải chạy CNC lại. Là theo cái thông số của cái thằng này. Theo cái thông số của cái thằng dĩa CBR650. Tại vì mâm là mâm của R1 mà không thể nào mà đi cái dĩa R1 vô được. Bắt buộc phải chạy lại thông số cho nó đúng chuẩn với lại thằng CBR650 mới thải vô đây được. Dĩa sơn này mình đang sử dụng là sơn RK mấy bạn. Một set dĩa với lại sơn luôn thì loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 4 triệu cho tới 4 triệu rưỡi cho một cái set dĩa với lại sơn. Một tí nữa mình sẽ rửa vệ sinh lại cái nhông sinh dĩa mới đi giao được. Còn dơ quá. Bên đây là mình sử dụng là nguyên một cái set bô. Từ cổ ra bô là bằng titanium. Ở đây là full set cổ là nó sẽ bằng titan. Nói ra tới đây, cái phi này là cái phi lớn, họng này là họng 60. Nên là mình sẽ đi một cái co chữ Y từ cái gầm đưa ra thì kéo cái bô dài lên thì nhìn nó mới ray được các bạn. Một set bô, một set cổ ra tới ngay cái bô luôn thì nó rơi vào khoảng tầm 12 triệu. Nếu mà dài ra tới cỡ này, nó rơi vào khoảng tầm 12 triệu cho một cái set cổ titan. Còn các bạn mua đồ Trung Quốc trên thị trường người ta sẽ có sẵn nhưng mà nó là cái co chữ S. Chứ nó không có suông thẳng đều ra giống vậy, nó không có đẹp. Nó khoảng tầm 10 triệu, 10 triệu rưỡi, mấy bạn sẽ có một set rồi. Bô thì mình đang sử dụng là bô SC1R. Cây này mình bán khoảng tầm 12 triệu rưỡi anh em. Thì riêng cái bô SC1R mấy bạn sẽ không có cái miếng ốp carbon đâu. Anh chủ xe anh kêu mình chế thêm một cái miếng nào đó để ốp carbon lên nhìn cho nó đỡ chống cái chỗ này nhìn nó dài quá. Thì ở đây mình đã chế mũ một cái miếng cho nó na ná giống như cái cây kia. Cho giống như cái cây ray á. Bắt đầu là mình đổ composite xong rồi mình ốp cái carbon lên nhìn cho nó na ná thôi. Chứ còn mà để copy một giống như cái cây ray, cái cây mà 60 triệu một cây, cây đó thì nó sẽ hơi mắc. Cái ốp đó thì thực tế nó mấy bạn mua nó cũng hơi khó. Và cái thứ hai khi mà mấy bạn mà muốn ốp carbon full ở đây mà nó ra giống một luôn thì nó hơi mắc. Một miếng đó mà ở bên chỗ đơn vị carbon người ta làm cũng khoảng tầm 5 triệu là đúc khuôn nguyên một miếng đó luôn. Nó sẽ rất là nhiều công đoạn mấy bạn. Cặp chống đổ mình đang sử dụng là cặp chống đổ của Evotech. Còn đèn tool là mình, đèn tua là mình đang đi cái cặp đèn Lubu L7. Thì Lubu L7 chắc mình không còn phải giới thiệu cho anh em nhiều rồi. Một cặp đó thì new thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 4 triệu mấy. Đã bao gồm công lắp đặt hết luôn rồi các bạn. Tùy theo anh em mỗi người một cái nhìn nhận thôi. Xe này hầu như là làm lại gần như là hết. Từ phần dĩa trước, dĩa sau, heo trước, heo sau, mâm, vỏ, sơn lại dàn áo, lên set gấp, rồi lên set đuôi, ghi đông, chẳng ba trên, trợ lực, câu điện, cùm côn, cùm thắng. Hầu như là không còn gì mà để làm nữa. Quýt ship, nói chung là nhiều lắm. Thì các bạn cộng lại giúp mình coi là nó khoảng tầm bao nhiêu tiền. Hồi nãy mình quên chia sẻ với anh em cái vụ mà về cái phụt cơ của cái con phụt sau á. Mấy bạn về cái phụt cơ á, mấy bạn sẽ tốn ít nhất cũng phải là từ 5 triệu cho tới 6 triệu rưỡi mới rè được cái một cái set phụt cơ cho cái con BMW cái voi. Rất chua các bạn. Không phải đơn giản là bạn chạy CNC cái núm nó chụp vô che lại là xong đâu. Mấy bạn phải làm chỉnh nó nhúng được, nó mới ăn tiền là ăn tiền cái chỗ đó ha. À, rồi sơ sơ thì mình tính mẫu mã với con xe này, mình tính sơ cho anh em luôn để mà ăn hành tới tập cuối cùng mà nguyên cái set gấp vô được cái phần phuộc nè, rồi làm lại phuộc cơ nè, rồi vô được nhông sinh dĩa nè, rồi bát heo, rồi tiện CNC cái dàn chữ A,
thì nó rơi vào khủng khoảng tầm 40 triệu. 40 triệu là mới hoàn thiện nhúng nhảy tới bây giờ là xong cái phần gấp ha. Cặp mâm thì nó loanh quanh, nó cho là 40 nữa là khoảng tầm 80 triệu. Sơn thì cho khoảng tầm 8 triệu đi là 88 triệu. Xét heo trước là khoảng tầm 11 triệu là 99 triệu. Cặp dĩa trước cho 8 triệu nữa đi là khoảng 107 triệu. Heo sau luôn bát xin si khoảng tầm 5 triệu nữa là khoảng tầm 112 triệu. Rồi thằng cùm côn cùm thắng thì nó rơi vào khoảng tầm 9 triệu nữa đi là 121 triệu. Xét trợ lực khoảng tầm 8 triệu nữa là luôn bát luôn rồi là khoảng tầm 130 triệu. Xét bô với lại cổ full khoảng tầm đâu đó 25 triệu nữa là chạy ra gần 150. Chế mũ vàng đuôi yếm lườn gầm rơi vào khoảng tầm 28-29 triệu nữa là nó rơi vào khoảng tầm 160-170 rồi. Xi nhanh trước rồi hai cái kính gió, hai cái cánh gió thì nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu nữa là gần 180 rồi đó. Chống đổ Evotech đèn tuôn lên quanh nó khoảng tầm chục nữa là chạy ra là 190 mấy. Thêm full set dây dầu heo trước sau nó cũng khoảng tầm 6-7 triệu nữa là ra thành 2 xị. Đối với anh em 2 xị nó sẽ rất là phí, chưa tính mấy cái lốp bằng keo như là quýt ship nữa ha anh em ha. Rồi tiện cái bát dời cái gác chân xuống nữa, nhiều cái lắm. Rồi dây ga cùm tăng bình dầu, rồi bao tai gù, công tắc. Công tắc bên đây là mình đang sử dụng là công tắc của thằng TFX. À, nhìn nó giống như Ducati á, vài trăm ngàn thôi nhưng mà ổn áp. Các bạn đoán thử xe này mình dọn đâu đó khoảng tầm 200 triệu là ra thành hình giống vậy. Có nhiều anh em kêu khùng điên ba trận hay gì mà dọn xe tới 200 triệu. Tùy theo mỗi người, người ta sẽ có một cách chơi xe khác nhau các bạn. Nếu mà bây giờ các bạn mà ôm một con xe mà để dựng thành hình full set giống như vậy mà chạy mọi thứ ngọt ngào tình cảm ok với số tiền 190-200 là nó là chuẩn luôn rồi, không thể nào mà rẻ hơn được nữa các bạn. Sơn gác chân mình sơn lại, gác chân trước sau là sơn lại đen mờ luôn các bạn. Nhớt thì cô em kêu kiểm tra coi nhớt có thiếu không thì bằng lại, nhưng mà nhớt mình cảm thấy ok, không vấn đề thôi. Nhớt giữ còn đẹp. Nhớ nó còn đẹp trong veo. Thay tội nghiệp người ta, thay nhớt cũng hết thêm chịu hơn nữa. Thôi cứ để đi, khi nào nó dơ rồi thay. Đây dây dầu thì mình sẽ bấm móc câu CB, móc từ trong móc ra. Mình hạ trọng tâm cái đầu rồi nên là đưa xô dây dầu ra dài quá, đâm ra nhìn nó sẽ bị cùi hủi. Thêm cái ngã ba heo nằm dưới đây nữa. Ok, hành hình cái con xe này thì mấy bạn cứ cộng lại giúp mình thử coi, mình báo có chỗ nào mà nó không khớp á thì các bạn cứ comment cho mình một cái ha. Rồi mấy anh em nào mà có nhận xét đánh giá về con xe này nó bị lỗ chỗ nào, nó không đẹp chỗ nào, mấy bạn cứ cho mình một cái comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng khắc phục, mình sẽ lắng nghe ý kiến của anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt, có nhu cầu thì alo cho mình ha, 0903 678 98, gặp với Tekken. Bye bye, chào tạm biệt.